Nếu bạn là doanh nhân thì mãi mãi bạn sẽ là doanh nhân. Nếu bạn đã thèm tiền thì mãi mãi bạn sẽ thèm tiền. Nếu bạn muốn làm cho cuộc sống mình viên mãn thì mãi mãi bạn sẽ làm cho viên mãn. Nếu bạn đã yêu thích giúp đỡ những người khác thì mãi mãi bạn sẽ giúp đỡ những người khác. Đó chính là doanh nhân có sẵn ở bên trong bạn, mỗi con người các bạn.